Hello anh em nhá. Đây hôm nay lên các bác một em siêu mẫu đây các bác nhá. Chim đứng một mình các bác nhá, hot nhá. Buổi trưa các bác, buổi trưa đang treo nó ra làm cốc cà phê ngồi nghe chim hót các bác nhá. Thấy là con chim nó dáng đứng đẹp quá nên là chạy vào lấy máy quay ra quay cho các bác xem. Anh em nhìn đầu mặt dáng bộ con chim này có đẹp không các bác? Phải nói là quá đẹp luôn cho anh em đúng không? Các nhìn cái dáng dấp nhá, em quay đầu mặt cho các bác xem tí nhá. Con này các bác thấy cái lam mắt nó kinh khủng không? Mắt xanh nha anh em nhá. Mắt xanh đặc xịt luôn. Họa nét đẹp anh em ạ. Đây là nó hót một mình các bác nhá. Buổi trưa thì em hay ngồi chơi không ấy, em treo chim nghe hót ấy. Đây chân nó đây anh em nhá. Con chim này khoảng tầm hơn 25 lồng các bạn. Chim thuần khoảng tầm 90-95% rồi các bác nhá. Dáng ngũ trưởng đầu mặt cực kỳ là đẹp luôn. Anh em nào có nhu cầu liên hệ cho em thì theo số điện thoại 0974648999 các bác nhá. Anh em nhớ là nhà em bán cả cám nhá. Bạn nào có nhu cầu về cám thì ủng hộ em có nhá. Con này phải nói là một con chim họa mi có cái dáng rất là đẹp anh em ơi.